Hello mọi người, hôm nay là ngày thứ 3 của chúng tôi tại Phú Quốc và chúng tôi đang đi safari ở VinWonder. Đây là Quỳnh và Dương. À, nhà này mà. Đây là safari này mọi người, cổng vào đây nhé. Và bên trong safari thì đa phần toàn là các loại thú quý và hiếm mọi người ạ. Đây là con hồng hạc này. Ở safari thì không khí dễ chịu hơn so với những cái địa điểm hôm qua mình đi nha mọi người. Bởi vì trong này có nhiều cây nên rất là mát. Bọn mình đang đi sâu vào trong bên này để khám phá nhiều con thú khác. Tiếp theo là con dê nha mọi người. Ở đây có cả dê và cừu này. Nhà mình đang đi cùng nhà chị Yến Xôi, nhà sếp Phong và mấy nhà nữa đang cho trẻ con chơi với cừu rồi chụp ảnh các thứ. Ở vlog này của mình thì chủ yếu là mình muốn giới thiệu cho mọi người xem những cái con thú mà mình cũng đã được xem rồi. Ví dụ như đây là con cầy mực này mọi người. Con cầy mực ấy. Đấy, cầy mực nha. Đây là lần đầu tiên mình được nhìn thấy con này. Không biết là các bạn đã được nhìn thấy bao giờ chưa. Nhưng mà cái này có vẻ rất thích hợp với trẻ con. Ngày thứ 3 này thì chủ yếu công ty mình sẽ dành thời gian tự do đi chơi với nhau. Mọi người thì đa phần là đi chụp ảnh, nhưng mà mình tại vì có con nhỏ cho nên là mình phải đưa bé nhà mình đi chơi để khám phá những cái điều mà ở quê bé không có và cũng khá là lạ so với mình nữa. Đây là khu nuôi hổ mọi người ạ. Ở xung quanh những cái chỗ mà du khách tham quan như thế này thì đều được trang bị hết tất cả những cái dây điện. Nó chỉ có nguồn điện thấp thôi để cho những cái chú hổ khi mà chạm vào thì sẽ giật mình và không dám đi ra ngoài. Còn đây là thổ dân mọi người ạ. Họ rất là thân thiện nhưng mà họ không biết nói tiếng Việt. Tiếng Anh họ cũng không biết. Mình có thể chụp ảnh cùng họ và cho họ ít tiền để vào trong cái hũ đen. Đây là khu chụp ảnh với vẹt nha mọi người. Ở đây á, người ta bán vé 50.000 một lượt. Và đặc biệt một điều á, là không được để hai chú vẹt chạm vào nhau. Phải để hai tay hai bên. Nếu như mà mình chạm vào đầu chú vẹt hay là để hai chú vẹt gần nhau thì nó sẽ mổ. Mình sẽ được chụp với tất cả những chú vẹt mà mình muốn. Trẻ con có vẹt nhỏ và người lớn có vẹt to. Có ai hóng ảnh của mình không ạ? Theo sau đó thì bọn mình sẽ được ngồi lên một chiếc xe và đi vào trong khu nuôi động vật quý hiếm và hung dữ nha mọi người. Ở trong này thì người ta khuyến cáo là mình không được bật đèn flash hoặc là động tay vào cửa kính để gây cái sự thu hút của các con vật, nó sẽ tấn công vào mình. Đây là bạn hổ đó. Sao nhìn như con lợn rừng ấy. Nóng nực quá. Cởi chặt đi em ơi. Chúng mày nhìn gì tao? Gấu ơi! Đi khu tê khó đi. Lạ lắm à? Có gì mà nhìn? Chưa thấy người ta tắm bao giờ à? Gấu xe không phải là mọi người à? Gấu xe có bỏ tao. Đây nó vẫy tay chào kìa. Hello. Cơ sở dưới các bạn này có một chế độ ăn đặc biệt. Đang làm giảm háng đang ngủ. Ở đây này gần ngay đây Bảo Long này. Đây. Mặt gớ cứ đón đây con cái cho mọi người. Cái. Đấy bắt đầu giảm háng rồi đấy. Bắt đầu giảm háng con gái nữa không giúp. Lắm thế này nó chịu được. Đang con.
ba con. Các bạn ơi, con bỏ lên đây khi mà trưởng thành thì sẽ có cân nặng lên tới khoảng 2. Rồi, khi mà các bạn ngon lao rồi, chúng ta chỉ có thể nhìn thấy các bạn ấy tại cái khu bảo tồn như thế này mà chứ bên ngoài tự nhiên thì sẽ không thấy à. Kết thúc của safari thăm các con thú thì bọn mình chuyển sang VinWonder, khoảng cách thì cũng không xa lắm. Khi mà sang đây thì thời tiết khá là nắng, trong này thì có thủy cung này và công viên nước, các trò chơi mạo hiểm nữa. Đấy, vợ chồng nhà Hiếu đang chụp ảnh cho nhau ấy mọi người ạ. Khi mà vào trong này thì mình thấy thời tiết nắng nóng, nhưng mà được cái là nó không gay gắt giống như hôm qua. Bọn mình nghỉ trưa ở tại đây và ăn bún quậy. Nghe nói là bún quậy là đặc sản ở Phú Quốc, hôm nay bọn mình mới được ăn bữa đầu tiên. Khi mà ăn xong bọn mình di chuyển vào để xem thủy cung, bởi vì là 2 giờ thì sẽ có hội nàng tiên cá mọi người ạ. Cái này thì mình được xem ở trên TV nhiều rồi, thế nhưng mà ở ngoài đời thật thì hôm nay mình cũng mới được nhìn thôi. Ở trong VinWonder này diện tích nó quá là rộng luôn, nhưng mà lại không có xe điện cho nên bắt buộc mình phải đi bộ. Đây là Tô Phi Long và Vinh Gấu, hai chú cháu đang tranh ô của con bé nhà mình. Đã vào đến thủy cung rồi mọi người ơi, thật sự là vào trong này rất là mát, tỉnh cả người luôn. Ôi dồi ôi, rất nhiều cá nha mọi người. Nhìn này, người xem cũng rất là đông luôn. Mình phải chen mãi cho Bi với được một cái chỗ để Bi ngồi vào. Đấy, đây là các anh thợ nặn. Các anh thợ nặn này sẽ đến chào mọi người và xong sẽ đứng ở hai bên để bảo vệ các nàng tiên cá khi mà bơi xuống nước nhỡ may gặp cái vấn đề gì cả. Mọi người để ý góc bên trái màn hình, có những cái đuôi cá vẫy 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 xuống đấy. Đấy là các nàng tiên cá đấy mọi người ạ. Có 3 nàng tiên cá, một màu đỏ, một màu xanh và một màu vàng. Nhưng mà mình cũng đang thắc mắc là không hiểu tại sao là khi các thợ nặn xuống thì những cái con cá lại bơi xung quanh thợ nặn như thế. Đấy, bây giờ đến cái khúc nàng tiên cá bơi xuống này. Đầu tiên là nàng tiên cá màu đỏ. Mình cũng phải nể họ là họ có thể nặn được sâu xuống như thế. Bởi vì khi mà mình đi bơi ấy, mình nặn sâu xuống một chút thôi là mình đã bị đau tai rất nhiều rồi. Nhưng mà đây thậm chí họ còn đang nặn sâu xong rồi còn múa các thứ cho mình xem nữa. Giỏi thật. Nói chung là trong cái tiết mục nàng tiên cá này thì cứ quanh đi quẩn lại sẽ có lần lượt nàng tiên cá màu đỏ bơi xuống. Khi mà bơi lên thì lại nàng tiên cá màu vàng. Xong lại nàng tiên cá màu vàng bơi lên thì lại nàng tiên cá màu xanh. Cứ bơi xuống bơi lên như thế chào khán giả. Nói chung là các nàng tiên cá rất là xinh, dáng rất là đẹp, nên là xem cũng bị cuốn. Diễn nàng tiên cá này thì được diễn ra trong vòng khoảng 30 phút ấy. Mình cũng không để ý thời gian lắm, nhưng mà ước lượng thì khoảng 30 phút. Xong rồi sẽ kết thúc cái khâu biểu diễn thì bọn mình sẽ đi ra ngoài. Mình đã ngồi nghỉ ngơi ở bãi cỏ gần đó một chút cho mát. Xong sau đó bọn mình sẽ di chuyển vào khu vui chơi, công viên nước và khu trò chơi công nghệ. Thời tiết ở đây rất là mát mọi người ạ. Ngồi ở đây chill cực kỳ luôn, chỉ muốn ngủ một giấc thôi. Vì là ở công viên nước mình không được cầm điện thoại quay, cho nên mình sẽ cho mọi người xem buổi tối hôm đó của bọn mình luôn nha. Tối hôm đó thì mình đã đi ra một cái bar ở bờ biển cùng với team văn phòng và mình di chuyển bằng xe điện. Bar này thì sẽ có các vũ công để múa lửa. Nói chung là rất là sợ lửa. Đi vào trong bar thì toàn là mùi dầu thôi, tại vì người ta sẽ dùng dầu này. Mọi người nhìn thấy những cái tia sáng này không? Đó là những cái lửa mà các diễn viên múa người ta bắn ra đó. Bọn mình sợ lửa cho nên không dám lên biểu diễn cùng các diễn viên múa này. Cho nên bọn mình chỉ ngồi dưới biển để chiêu chiêu, uống nước, xong ngắm biển, rồi thưởng thức gió biển tí thôi. Thế xong là bọn mình sẽ đi về. Nhưng mà nhạc ở đây, tất cả mọi thứ ở đây đều rất là chill nha. Bây giờ thì mình đi về ngủ đây để mai còn ra sân bay nữa. Tạm biệt mọi người, hẹn mọi người ở vlog tiếp theo của mình nha. Hãy luôn ủng hộ và đăng ký kênh của Ngọc Vũ Official nha mọi người.